Sau 7 tháng kể từ ngày chạm trán ở trận playoff giành quyền chơi tại V-League năm 2020, Phổ Hiến và Thanh Hóa lại có dịp đối đầu nhau tại vòng loại cúp quốc gia, dự kiến thi đấu vào ngày 23 và 24 tháng 5 tới đây. Khác với trận đấu trên sân Vinh hồi cuối tháng 10, cả hai đội bóng đều có những sự thay đổi về nhân sự. Rõ ràng, Thanh Hóa đang chiếm ưu thế hơn khi sở hữu những cầu thủ đã khẳng định được khả năng ở sân chơi V-League, cùng những sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo. Mặc dù hai vòng đấu đầu tiên của V-League 2020, Thanh Hóa chưa thể có điểm, nhưng những điểm tích cực trong lối chơi mà huấn luyện viên Fabio Lopez mang lại đã được các cầu thủ thể hiện khá tốt. Đội bóng xứ Thành chỉ chịu thua trước những tình huống tỏa sáng của các cá nhân. Ban huấn luyện của câu lạc bộ Thanh Hóa còn rất nhiều điều phải làm trên hành trình tái thiết lập lại đội bóng, nhưng người hâm mộ xứ Thành có lý do để hy vọng vào một tương lai tươi sáng. Nói vậy không có nghĩa các cầu thủ Thanh Hóa được phép mắc sai lầm và hàng công thi đấu bế tắc. Những chân sút của Thanh Hóa đang gặp vấn đề thực sự trong khâu ghi bàn. Hoàng Vũ Samson chưa tìm lại được bản năng sát thủ của mình. Trong khi đó, tiền đạo ngoại binh Grace Tanda cũng khăn gói rời Thanh Hóa chỉ sau 2 vòng đấu để vào khoác áo Đà Nẵng. Còn Encia từ đội bóng sông Hàn cập bến Thanh Hóa như một vụ trao đổi. Điều đó cho thấy đoàn quân của huấn luyện viên Fabio Lopez chưa có được sự ổn định cần thiết ở thời điểm này. Không những thế, trận đấu tới câu lạc bộ Thanh Hóa sẽ không được sử dụng ngoại binh. Mọi niềm hy vọng được đặt vào tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson. Và nếu hàng công tiếp tục thi đấu bế tắc, Thanh Hóa cũng có thể nhận trái đắng từ Phổ Hiến. Đối với đội bóng của Hưng Yên, Phổ Hiến, sau mùa giải năm ngoái, họ đã chia tay những trụ cột như Martin Lò, đầu quân cho Hải Phòng, tiền đạo Nguyễn Xuân Nam cập bến câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và thủ môn Bửu Ngọc gia nhập Hoàng Anh Gia Lai. Chia tay những cầu thủ quan trọng, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh không có sự bổ sung chất lượng. Hai lão tướng Trịnh Quang Vinh và Phan Duy Lam là những sự bổ sung đáng chú ý của Phổ Hiến. Ngoài ra, còn một số cái tên trẻ được đưa về để xây dựng đội bóng theo hướng lâu dài. Bất lợi của Phổ Hiến không chỉ ở chất lượng đội hình mà còn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Mặc dù V-League đã diễn ra được 2 vòng đấu, nhưng giải hạng nhất quốc gia vẫn chưa được khởi tranh, khiến ban huấn luyện và các cầu thủ không có cơ hội thi đấu để thử nghiệm đội hình. Ở giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải năm 2020, đoàn quân của huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh cũng không có được kết quả tốt. Họ chỉ thắng 1 trong 5 trận, 2 trận hòa và 2 trận thua. Chiến thắng duy nhất là trước câu lạc bộ Tây Ninh. Lần chạm trán tới đây cũng mới chỉ là lần thứ 2 mà Phổ Hiến và Thanh Hóa gặp nhau. Thất bại ở trận playoff tranh vé dự V-League năm 2020 khiến giấc mơ góp mặt ở sân chơi cao nhất V-League của Phổ Hiến trở nên dang dở. Nhưng rõ ràng, thất bại đó chỉ ra rất nhiều hạn chế mà đoàn quân của huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh đang phải đối mặt, đặc biệt là bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu với những đội bóng ở V-League. Trận đấu vòng loại cúp quốc gia tới đây, các cầu thủ Phổ Hiến chắc chắn phải cố gắng 100% phong độ để có thể trả món nợ trên sân Vinh cách đây 10 tháng. Còn với huấn luyện viên Fabio Lopez và các học trò, gặp Phổ Hiến lúc này giống như một chiếc phao cứu sinh để Thanh Hóa có thể tìm được một chiến thắng, một liều doping giúp tinh thần của các cầu thủ nâng cao, sẵn sàng cho hành trình đầy chông gai ở mùa giải V-League năm 2020. Một chiến thắng chắc chắn là điều mà Thanh Hóa hướng đến trong chuyến làm khách trên sân của Phổ Hiến. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà cùng quyết tâm đòi lại món nợ ở trận playoff V-League 2020, Phổ Hiến sẽ thi đấu 100% phong độ. Cuộc đối đầu khó đoán này sẽ được giải đáp ở sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF dự kiến vào ngày 23 và 24 tháng 5 tới đây. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.